Yo, you wanna see something cool? No. Well, I'm gonna do it anyway. Xin chào các huynh đài, tên tôi là Sang và số báo danh của tôi là 24-11 và chủ đề hôm nay tôi làm là Mac. Với số lượng mảnh cũng khá là tầm trung, với chỉ khoảng 306 mảnh nên cái khoảng thời gian mà tôi bỏ ra cũng chỉ có tầm 2 tuần, không, hơn 2 tuần thì để ghép nó. Tôi khá là chật vật về ý tưởng, số lượng mảnh và cách thức ghép ra sao để được ra thành quả như hiện nay. Điểm đầu tư của con Mac này đó chính là cái màu bắt mắt mà các huynh đài có thể thấy được. Đó chính là cái điểm đầu tư mà tôi nói đến, cái màu của nó. Kiếm được cái màu hồng này cũng rất là khó khăn vì ở ngoài người ta cũng ít khi bán được loại màu hồng này. Cũng may có một chỗ bán khá rẻ nên cũng tạo được một bộ về để ghép cho con Mac này. Điểm đầu tư tiếp theo của tôi là phần chân. Phần chân là phần mà tôi đầu tư về ý tưởng. Năm trước tôi cũng đã từng làm về ý tưởng này, nhưng do ngày đó không có nhiều mảnh Lego để ghép nên thành quả tạo ra cũng rất là phèn. Chiều cao của con Mac này là 27 nút gạch và chiều rộng là 6 nút gạch. Vật liệu được sử dụng cho con Mac này là hàng phát, không phải hàng chính hãng do Lego sản xuất. Và điểm đầu tư tiếp theo và cuối cùng đó chính là vũ khí. Khi tôi tạo xong con Mac này thì tôi cảm thấy mỗi con Mac thôi thì nhìn nhàm chán quá, hay là tôi đã tạo thêm hai trang bị cho nó, chính là súng và khiên. Tôi sẽ liệt kê vài thứ để cho các bạn xem chỗ nào có điểm nổi bật, bắt mắt hay có gì đặc biệt không. Điểm đầu tiên tôi nói đến là phần hưng. Phần hưng khi ta nhìn vào mặt nghiêng của nó, ta có thể thấy được nó được gắn 3 bình nhiên liệu. Một bình được gắn vào phần hưng, hai bình được gắn vào phần eo. Và nhìn vào đối diện ta có thấy được con Mac có thân hình khá mảnh mai. Phần hưng được ghép bởi 3 bộ phận, đó là phần bụng, eo và thân ngực. Điểm tiếp theo sẽ là phần tay. Ta có thể thấy phần vai trở xuống thì phần khuỷu tay với bàn tay kích thước to hơn. Phần vai ta có thể xoay 360 độ mà không bị cản trở. Ở phần khuỷu tay ta có thể gập nó xuống theo tùy ý của mình. Ta có thể thấy phần bàn tay được gắn bởi hai ngón lớn và một ngón nhỏ. Và ta có thể xòe hai ngón này ra. Lý do mình thiết kế hai ngón tay kiểu này tại vì nó sẽ giúp con Mac của mình cầm nắm vũ khí tốt hơn. Điểm tiếp theo ta nói đến nữa là sẽ là phần chân. Phần chân có thiết kế khá to và cồng kềnh. Phần đùi có một ống xả hoắt khí nhiệt và bên cạnh đó có một phần bể phóng lực đẩy giúp tăng tốc độ di chuyển. Ở đầu gối bên cạnh tay phải ta sẽ thấy có một thiết bị, đó chính là bộ phận tản nhiệt cỡ lớn, được dùng để sử dụng cho các thiết bị xài công suất lớn. Ta có thể tháo nó ra và đằng sau có một thiết bị công tắc. Ta có thể gạt nó xuống, gạt lên tùy ý và có thể gắn lại. Ở khớp chân ta có thể gập nó lại, gập hết cỡ tùy ý theo ý mình như phần khuỷu tay. Ở phần chân trước được gắn thiết bị có hình trụ tròn màu hồng. Nó là một dạng thiết bị giúp cho Mac có tốc độ di chuyển linh hoạt hơn. Ở phần bàn chân có biên độ cao nên ta có thể xoay quay tùy ý theo ý mình. Ở phần bụng bên hông ta có một chục khớp bi, có thể xoay theo tùy ý. Lý do mình ghép ở phần khớp này
là khi mình gắn chung vô, mình có thể tạo ra nhiều hành động cho con mát này và tăng độ sự linh hoạt cho nó. Ở phần đầu con mát ta có một camera, ta có thể quay ra đằng sau giúp cho con mát có thể nhìn nhiều góc độ hơn. Ở đằng sau con mát ta có một ổ cắm hình trụ tròn, có thể cắm các thiết bị lưu trữ. Trên đỉnh đầu còn lộ ra vi mạch vi xử lý và ở dưới còn có hai vi mạch xử lý phụ nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó chính là vũ khí. Vũ khí của con mát này được làm dạng kiểu súng lục nhưng có thể bắn ra nhiệt. Và bên cạnh tay cầm của súng ta có một cần gạt có thể điều chỉnh lượng nhiệt khi bắn ra. Ở gần nòng đầu súng thì ta có một cái bình chứa nhiệt giúp cho súng có thể khai hỏa ra đạn. Món trang bị tiếp theo là một chiếc kiêng có hình dạng giống một chiếc vali công sở. Ở bên phải vali ta có một cục pin giúp cho cung cấp năng lượng cho vali. Ta có thể kéo cái phần tay cầm lên để trở thành một chiếc kiêng. Ta có thể biến chiếc kiêng này có thể trở thành một chiếc iPad. Ý tưởng về món trang bị này lúc đầu là một cái điện thoại, nghe khá là lạc quẻ. Thế là tôi đã thêm chức năng khiêng cho nó, vừa bảo vệ mà còn có thể lướt mạng xã hội. Ở bên trái vali ta có thể gỡ ra một thiết bị, đó là một thiết bị đầu cắm có thể ghi nhớ, sao chép và có thể truyền dữ liệu này sang dữ liệu khác. Và phần đầu con mát này cũng có một cái chỗ để cắm. Thao tác này ta có thể liên tưởng tới việc ta cắm một USB vô máy tính. Phần liệt kê tới đây là kết thúc và cũng là phần kết cuối cùng của video này. Mình xin cảm ơn bạn đã xem và theo dõi video tới phút cuối cùng. Video đã được làm trong hơn 2 tuần nên các bạn có cảm thấy con mát và video thú vị thì hãy cho mình một like và một chia sẻ cho anh chị, cô bác, gia đình, bạn bè để xem video của mình. Và mình nói lại, thank you everyone watching my video.